đừng khóc, trái tim của anh đau lắm. Anh chỉ muốn trên đôi môi em nở nụ cười xinh. Cuộc đời như sóng gió, đừng lo có anh đây mà. Ngày dài sẽ trôi qua, anh biết tổn thương người quá nhiều. Một tay lau nước mắt, một tay ôm lấy em chặt từ nay mãi về sau. Và anh hứa sẽ không buông tay, có anh ở đây. Từ nay nước mắt em chẳng cần từ lâu, vì đã có anh ở phía sau em này. Một tay để ôm em, một tay để lau nước mắt. Cầm tay anh em nhé, đừng lo tháng năm sau này. Mạnh mẽ mãi làm chi, là con gái cũng phải yêu mềm. Một tay lau nước mắt, một tay ôm lấy em chặt từ nay mãi về sau. Và anh sẽ ôm em trong tay, nói anh ở đây. Và anh sẽ ôm em trong tay, nói anh ở đây. Cụ đây nhá. Công an, bây giờ mọi chuyện đã rõ. Tôi muốn làm đơn khởi kiện ngược lại mẹ con họ, tội vu khống tôi. Cô hoàn toàn có thể khởi kiện. Đôi bên mình hòa giải được không? Coi như tôi thay mặt hai mẹ con họ xin lỗi. Ông không thấy xấu hổ hay sao mà còn lên tiếng bảo vệ họ? Tôi không có hòa giải gì hết. Tôi sẽ khởi kiện theo luật. Mày không lấy gì thôi, mày dạy con gái bà vậy hả? Mẹ tôi dạy tôi rất đàng hoàng. Chỉ có những người không đáng để tôi tôn trọng lễ phép mà thôi. Mày! Bà! Bây giờ tôi lớn rồi, tôi có quyền khởi kiện ngược lại ông, tội hành hung tôi đó. Cái đồ mất dạy. Mày nói gì? Tôi kêu chạy mất dạy á. Tia, bình tĩnh đi con. Không cần tức giận ba cái thứ trời đánh đó đâu. Để người hai bên trật tự, mình ngồi xuống làm việc. Bây giờ bà kêu nó rút đơn kiện lại đi. Chuyện gia đình mà đem ra cho thiên hạ bàn tán là sao? Tốt đẹp lắm hả? Trong chuyện này con Dương nó không có sai gì hết. Chính vợ con ông đã vu khống và đòi kiện nó trước. Tự làm thì tự chịu hậu quả đi. Chuyện vợ con của ông không quản được thì ông ráng mà chịu. Không việc gì mà tôi kêu nó rút đơn. Bà được lắm. Cứ kiện đi, bức quá thì bị phạt cảnh cáo. Mẹ con bà đừng có mà đắc ý. Bà về nói con nhỏ đó coi chừng tôi đó. Bao nhiêu năm rồi ông Hiếu vẫn cứ vậy, vẫn tệ như xưa. Mấy người đi đâu đây? Tôi qua đây là muốn hỏi chuyện Đào. Hồi nãy con Dương với con Nguyệt mới vừa qua đây lấy tiền, trên đường về thì bị cướp. Tại sao cô làm vậy? Hồi nãy con với em chạy theo tên cướp, thấy tên cướp đưa tiền lại cho dì Đào. Vô lý. Mấy đứa qua đây nói gì vậy? Hai tụi con thấy dì ông ăn cướp, dì cũng thấy tụi con mà. Trời, đúng là trò con nít mà. Muốn nói gì nói à. Con tôi được dạy dỗ ăn học đàng hoàng, không có chuyện ăn không nói có. Có thiệt vậy không em? Có, anh phải tin em chứ. Em làm vậy chi? Nghe chưa, Đào có thiếu cái gì đâu mà phải làm những chuyện này hả? Gì nói vậy? Dương, con không được hổn. Ba bên gì, ba không tin con ghét ba. Hổn? Anh không được quyền đánh con tôi. Ba, sao ba đánh vậy? Anh Hiếu, có gì bình tĩnh nói. Tại sao đánh con của mình như vậy? Con của tao mà. Tụi nó hổn, cô không dạy được thì để tôi.
Đúng rồi. Bây giờ hả, chu cấp tiền cho cả tháng rồi, không lẽ tới dạy dỗ cũng không cho nữa hả? Anh đúng là đồ mê muội mù quáng. Còn cô thì tham lam độc ác. Cô cướp tiền là không muốn con tôi nhận tiền trợ cấp thôi chứ gì. Được, từ nay về sau tôi không nhận tiền từ mấy người nữa. Tôi sẽ tự nuôi con. Còn mấy người dám đụng tới con tôi một lần nữa thì đừng có trách. Xin lỗi à, mấy đứa con hỗn láo của cô, có cho tôi cũng không cần nghe. Đi về đi. Đi về tụi con. Anh Hiếu, anh đúng là hết thuốc chữa rồi đó. Mày im. Đây là chuyện của tao, không liên quan gì tới mày. Thôi bớt giận đi. Thôi, Dân đừng buồn nữa, mình về đi. Rồi sao? Rồi bà Đào có bị nặng không? Chắc là đang lo đó. Cùng lắm là bị phạt cảnh cáo thôi, chứ không tới nỗi án treo. Công nhận Dương xui thiệt đó. Cái CV của Dương nộp bên tôi bị lộ rồi. Sao vậy? Không phải là Dương không có năng lực, mà do ông Đạt với bà Hân đi khắp nơi tung tin nói xấu Dương. Họ nói là Dương lừa tiền của khách hàng đi đầu tư. Rồi trong khi đó Dương thấy họ là sếp với lại là đồng nghiệp của Dương nữa. Hỏi sao ai không tin. Tôi có nói với lại sếp tôi, nhưng mà họ cứ e dè không có tin tôi, cho nên là quyết định lội Dương để cho yên chuyện. Cái đồ khốn khiếp đó. Hôm có quyết định thăng chức, tôi đã xóa đi đoạn clip, bởi vậy bây giờ họ mới dám trở mặt với tôi như vậy đó. Bây giờ Dương tính sao? Trong ngành ai cũng biết chuyện của Dương, bây giờ xin việc hơi bị khó đó. Tôi mới dọn ra ở riêng, mỗi tháng có thêm biết bao nhiêu tiền sinh hoạt phí. Tạm thời chắc phải xin việc ở một lĩnh vực khác. Còn chuyện ông Đạt với con Hân để qua một bên đi. Đợi mọi chuyện yên ổn, tôi nhất định sẽ tìm cách trả đũa họ sau. Mà ông biết ai cần mua xe không? Môi giới giùm tôi đi. Tôi bán luôn cái xe, mua xe tay ga chạy. Chứ bây giờ không biết tới bao giờ mới xin được việc nữa. Tôi còn phải trả tiền cho bà Xuân, rồi mỗi tháng còn phải góp tiền cho ngân hàng nữa. Thôi được rồi, để tôi coi có mối thì tôi giới thiệu cho. À mình à, tôi nghe phong phanh thông tin từ bên sếp tôi là đang có đợt thanh tra dự án đất nền công nghiệp đó, giống như cái dự án của Dương với lại chị em bà Xuân. Có chỗ là đã bị phạt và đình chỉ thi công rồi, cho nên Dương phải cẩn thận đó. Thiệt hả? Sao mà tôi xui dữ vậy nè? Sau khi xem xét khảo sát thị trường thì công ty của chúng ta sẽ sản xuất thêm nước uống đóng chai và sẽ xây dựng thêm một nhà máy nữa. Bản kế hoạch này thì đang được tôi lên chi tiết. Khi nào mà được duyệt thì chúng ta sẽ bắt đầu triển khai. Và tôi cũng có một tin vui nữa muốn báo lại với tất cả mọi người. Đó là sau cuộc họp cổ đông ngày hôm qua thì tất cả cổ đông đã đồng ý thông qua bổ nhiệm cho Hải lên chức phó tổng của công ty chúng ta. Và bắt đầu tháng sau thì Hải sẽ đảm nhiệm vai trò này. Cảm ơn mọi người. Mẹ Nhung, sao con không nghe ba nói gì vấn đề này? Tại vì ba con muốn đảm bảo tính khách quan, cho nên là đợi khi nào có kết quả rồi mới thông báo cho con biết. Dạ. Vậy là cuộc họp của chúng ta đến đây kết thúc ha. Đi. Nghe nói ông Hải ông lên chức phó tổng giám đốc rồi. Nhờ là con của chủ tịch lên mới được vị trí đó thôi. Nhìn hai ông phó tổng còn lại xem, ai cũng mấy chục năm kinh nghiệm. Nói là biểu quyết công khai vậy thôi, chứ thực chất chủ tịch đã quyết rồi, ai mà không dám nể mặt. Ừ. Hai ông con rể vô công ty lâu hơn, cống hiến nhiều hơn. Cuối cùng chủ tịch chọn ông con trai. Ê, nghe đâu ông Hải là con hoang á. Gì?
Mẹ ông Hà là bố nhí cướp chồng người ta, chứ Nhung không có phải là mẹ ruột đâu. Gia đình chủ tịch chỉ nói vậy với người ngoài, lỡ lời gièm pha dòng ngó thôi. Nhất là thời buổi Tiểu Tam lên ngôi thì con Tiểu Tam được hưởng. Chứ còn cái gì nữa, nếu mà ông có năng lực thiệt, sao ông giỏi tự xin qua bên HV mắt đi. Bên đó đang thua lỗ, không ai chịu về nhận, sợ phải chịu trách nhiệm. Bây giờ sắp giải thể rồi đó. Nói thế mà không nói. Bây giờ chức phó tổng vừa cao hơn, vừa nhàn hơn. Đã sinh ra và đích kể cả không có năng lực đi chăng nữa, chẳng ai dám chê. À, anh Hải. Dạ, chào anh. Nhìn biểu cảm ông dạy cho ông nghe hết rồi á. Vậy là hoàn thành lệnh của chị Nhung. Nói vậy cũng quá đáng thiệt luôn á. Tổn thương ghê, anh Hải có năng lực thật mà. Thì biết sao giờ, mình làm nhân viên, sếp giao gì thì làm đó. Bộ sợ không sợ bị đi hả? Thôi, đi về. Vậy có gì anh ráng giúp giùm tôi với. Dạ, cảm ơn anh. Chào anh. Không được hả chị? Có quyết định xử lý rồi, mà chắc là không có phân lô mở bán được nữa. Chuyện này chị với em với bà Hoài coi như là chết chung rồi đó. Không phân lô được thì tìm đâu ra người mua cả khu đất đây chị? Để chị nhờ mấy chỗ quen biết coi làm sao. Nhưng mà em á, thì em dính có một khu này à, chị còn cả mấy chỗ khác nữa. Bởi vậy nên 5 tỷ đó em tranh thủ trả hết cho chị. Chứ chị cũng kẹt tiền xoay vòng vốn quá. Dạ em biết rồi, em cũng mới bán cái xe. Để người ta đưa tiền rồi em đưa trước cho chị 300 nha. Số còn lại chị thư thả từ từ giúp em được không chị? Chị cũng biết rồi đó, em đổ hết tiền của vô đầu tư, đã vậy còn vay thêm bên ngân hàng nữa. Thôi được rồi, chỗ quen biết thì chị cho em hết năm, nhưng mà mỗi tháng em phải góp cho chị như cũ đó nha. Dạ em biết rồi, em cảm ơn chị nhiều. Vậy chị về trước đây. Làm sao bây giờ? Không sao hết, không sao hết. Từ từ sẽ có cách giải quyết. Bây giờ trước hết phải tìm việc thì mới có tiền trả góp hàng tháng. Alo, Yến. Anh bận lắm, em đừng có nhắn tin hay gọi điện thoại cho anh nữa có được không? Ai biểu em mời anh đi ăn hả? Mà anh cứ kiếm cách trốn em hoài làm chi? Anh bận thiệt. Giờ này anh còn ở công ty nè. Thôi nha em, có gì bữa khác mình gặp. Bây giờ em sẽ lên gặp anh. Anh nào cứ gặp em đi. Anh nói là anh bận thiệt mà. Bây giờ anh còn làm việc chưa xong nữa. Bữa khác đi rồi mình gặp. Nè, anh đừng có kiếm cớ trốn em nữa. Em sẽ chờ anh tới khi nào hả mà anh xuống gặp em thì thôi. Anh Hải mà nghe mình nói như vậy á, thế nào cũng ra gặp mình thôi. Anh Hải. Yến, bình thường em tới nhà kiếm anh không nói, còn này là công ty, chỗ làm việc mà. Tại vì bảo vệ cho em ở đây chờ anh, miệng em không vô đó làm phiền anh là được. Anh cứ việc làm việc đi, em chờ anh có sao đâu, có ảnh hưởng gì tới anh đâu. Anh sợ em thiệt đó, nhưng mà anh đang rất là bận, bữa sau rồi đi ăn nha. Anh Hải, chủ nhật tuần này á là sinh nhật của em á. Vậy hả? Em thích quà gì anh mua anh tặng.
Ai cần quà của anh, em sẽ tổ chức ở ngoài Phan Thiết á. Ngày hôm đó anh nhớ ra chơi với em nha. Xa vậy? Xa gì mà xa, anh lái xe tầm 2 tiếng mấy chứ nhiều. Sao, nếu mà anh không chịu á, làm chờ anh hoài luôn á. Anh Hải. Thôi được, bữa đó sẽ chạy ra sinh nhật với em. Vậy mới được chứ. Thì tụi mình là anh em mà, sinh nhật em gái thì anh trai phải có mặt chứ. Em đã nói là em có anh hai rồi, em không có thêm anh trai nào nữa hết á. Nè, hứa là phải ra đó nha. Em về á. Ok, bye em. Em không muốn có thêm anh trai nữa. Cửa hàng trưởng của siêu thị. Lương cũng cao nè. Hay là nộp đại. Dù sao thì lúc còn sinh viên mình cũng đi làm siêu thị 3 năm mà. Quán này nó không có ngon. Chỉ có mẹ mới nấu canh chua ngon thôi. Mấy hôm nay mẹ không thèm gọi cho mình nữa. Lần trước con Tú nó bỏ đi Phan Thiết, xem ra còn nghiêm trọng hơn là chuyện của mình. Mẹ không thèm quan tâm tới mình. Mình bỏ đi luôn, không thèm về cái nhà đó nữa. Tôi nghe nè anh Phú. Tôi đã điều tra xong chuyện của anh Bách rồi chị. Sao rồi anh? Chị Hai, sao tự nhiên hôm nay hẹn em cà phê vậy? À, dạ chào anh. Anh là... Chào chị, tôi là Phú, thám tử. Thám tử hả? Có chuyện gì vậy chị? Anh nói chuyện với em tôi đi. Chị Dương đang nghi ngờ anh Bách chồng chị ngoại tình, nên vài bữa trước có đến công ty của chúng tôi nhờ điều tra theo dõi anh Bách. Kết quả là anh Bách đang ngoại tình với cô Tiên, cô ấy là thư ký riêng của ảnh. Ngoài ra anh Bách có mua cho cô Tiên một căn nhà ở quận 2. Đây cũng là nơi tình tứ của hai người. Chắc là có hiểu lầm gì đó rồi. Anh Bách rất là yêu tôi, không thể có chuyện ngoại tình với người khác được. Em đừng có ngây thơ nữa được không? Đàn ông rất dễ thay lòng đổi dạ, hơi đâu mà đi tin vô mấy cái lời thề non hẹn biển. Ba mình hồi xưa cũng vậy thôi. Không đâu chị Hai, anh Bách anh khác với ba. Anh rất là yêu thương Sam với Nấm. Anh không phải giống ba đòi phải có con trai gì đâu chị. Không đâu, anh Bách rất là yêu thương mẹ con em. Anh đưa hình cho nó coi để nó sáng mắt ra đi. Đây, một số hình ảnh mà phía bên chúng tôi theo dõi và chụp được. Đi theo chị qua nhà con hồ ly đó, bắt tại trận để họ không còn chối được nữa. Em tôi có chuyện muốn nói với Bách. Gì vậy Tiên? À.
đừng có diễn tuồng ở đây. Còn Dượng nữa, Dượng đúng là không ra gì. Uổng công em tôi tin tưởng Dượng, yêu thương Dượng, vậy mà Dượng nỡ lòng nào lừa dối nó đi ngoại tình với con Tiểu Tam này. Chị im đi, đây là chuyện gia đình tôi, chị biết cái gì mà xí vô. Đừng có sợ. Em thấy rồi, thì anh cũng nói luôn. Bây giờ anh yêu Tiên, nhưng mà anh vẫn hoàn thành trách nhiệm với mấy mẹ con em. Em đi về đi, anh nói chuyện này với em sao? Anh... đừng có hỗn với anh nha. Tôi đúng là không có mắt, mới yêu một người tệ bạc nha anh. Chị bị điên hả? Ba mẹ tôi cũng không dám đánh tôi, chị dám đánh tôi hả? Chưa ai đánh Dượng thì ngày hôm nay tôi sẽ thấy con Nguyệt đánh Dượng. Chị hai, chị hai, chị hai, chị hai ơi. Đừng có đánh anh nữa mà. Tôi sẽ báo công an bắt chị. Con ngon thì báo đi, coi ai là người nhục nhã hơn. Em xin chị hai, mình đi về đi chị hai ơi. Về đi chị. Anh có sao không? Hay mình đi bệnh viện liền nha. Anh không sao, không sao đâu. Em xin lỗi, là do em liên lụy đến anh nên họ mới đánh anh như vậy. Nói cái gì vậy? Em thì có lỗi gì đâu. Lỗi là của mấy người đó đó. Yên tâm đi, để anh về anh giải quyết cho họ. Anh không cho tới đây phá em nữa đâu. Nhưng mà bây giờ chuyện dở lỡ hết rồi, chị của Nguyệt lại hung dữ như vậy. Em sợ họ lại đánh anh nữa. Hay là để em đi năn nỉ họ nha anh. Em không tranh giành bất kỳ danh phận nào với Nguyệt hết. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi à. Đừng bỏ rơi em nha. Anh biết chứ, làm sao anh bỏ rơi em được. Anh không có bỏ rơi em đâu. Tin anh đi, để anh giải quyết chuyện này cho. Nha, nghe lời anh nha. Có thiệt không anh? Thiệt, tin anh nha. Không có việc gì phải khóc lóc đau khổ vì loại đàn ông tệ bạc đó hết á. Tụi nó muốn báo công an thì cho tụi nó báo luôn, kiện chi ra tòa càng tốt, để ai cũng biết tụi nó là đôi gian phu dâm phụ. Chị hai à, tạm thời em chưa muốn ai biết chuyện này hết, coi như em năn nỉ chị. Chị đừng nói chuyện này cho ai nghe hết, kể cả mẹ nha chị. Em sẽ tìm cách để khuyên nhủ anh Bách. Nguyệt ơi, Bách nó ngoại tình như vậy rồi mà em còn tha thứ che giấu cho nó nữa hả Nguyệt? Coi như là chị thương em, thương hai đứa con của em. Mình đừng làm lớn chuyện này nha chị. Cuộc đời là anh hết yêu em rồi hả? Anh vẫn yêu, vẫn thương, vẫn làm tròn trách nhiệm với mẹ con em mà. Còn Tiên, cô không đòi hỏi bất cứ danh phận gì hết. Em đừng có nhỏ nhen ghen tuông nữa. Anh nói như vậy mà anh nghe được hả? Anh chỉ là nhất thời bị cô Tiên kia rù quến. Em sẽ tìm mọi cách để kéo anh quay về với mẹ con em. Nếu em chọn con đường đau khổ, chị không cản, chị sẽ không nói chuyện này cho ai, và chị cũng sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của em nữa. Đúng. Ờ, yên tâm. Đi làm á mà có bạn gái chờ để đưa về vậy là hạnh phúc lắm á nha. Dạ, thiệt ra tụi em đang rất là hạnh phúc luôn á chị. Thôi hai em về đi, chị có mấy việc phải làm nữa. Dạ, chào chị. Mẹ, mẹ, con nằm chịu à, làm sao con tổ chức sinh nhật được. Hai, chuyển cho em một tiền nhạc. Nhưng mà chị còn có 10 triệu à. Cái gì? Chị làm cái gì mà mấy chục triệu nhanh vậy? Hay là chị ăn sáng ăn bớt rồi đúng không?